Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết chuyển lạnh, nhiều bệnh nhân mắc tim mạch phải nhập viện. Về mùa lạnh, huyết áp thường tăng cao so với mùa hè khoảng 5mm thủy ngân. Sự duy trì liên tục mức tăng huyết áp này sẽ làm tăng 21% các biến chứng tim mạch. Dưới đây là những thông tin hữu ích giúp quý vị phòng ngừa bệnh tim mạch khi trời rét. Vì sao lạnh dễ xảy ra bệnh tim mạch? Theo thống kê thì chỉ có khoảng 1 phần 3 trong số bệnh nhân tăng huyết áp được điều trị và trong số những người được điều trị chỉ có 1 phần 3 kiểm soát được huyết áp bằng thuốc. Với người cao tuổi, huyết áp thường không quá 140 trên 90 mg thủy ngân. Khi thời tiết chuyển sang giá lạnh đột ngột, các mạch máu trong cơ thể bị co thắt lại, huyết áp tăng lên. Ngoài ra, mức huyết áp có thể tăng vọt khi đột ngột ra ngoài trời lạnh hoặc khi tắm rửa. Nếu huyết áp tối đa quá 180 là điều rất đáng lo ngại. Nhiều người có tiền sử tăng huyết áp, lúc đó huyết áp sẽ tăng mạnh đến 200 mm thủy ngân, nếu không phát hiện và dùng thuốc kịp thời có thể gây vỡ mạch máu não và tử vong, đặc biệt những người bị bệnh đái tháo đường, nguy cơ biến chứng tăng huyết áp càng cao và dễ có cơn huyết áp kịch phát nguy hiểm. Kiểm soát tốt huyết áp giúp phòng ngừa bệnh hiệu quả đối với bệnh nhân có bệnh mạch vành khi trời lạnh nhu cầu oxy cho cơ tim tăng hơn vì thế cũng có nguy cơ xuất hiện dấu hiệu của các bệnh mạch vành như đau ngực nhồi máu cơ tim cấp đặc biệt thời tiết lạnh còn làm tăng số lượng tiểu cầu tăng hồng cầu và độ nhớt của máu làm tăng nguy cơ bệnh động mạch vành tai biến mạch máu não và bệnh mạch máu ngoại vi Tập thể dục như thế nào là tốt cho tim mạch? Nếu bạn tập thể dục 30 đến 60 phút mỗi ngày và tập thể dục hầu hết các ngày trong tuần, bạn sẽ giảm được nguy cơ mắc bệnh lý về tim mạch, kiểm soát được các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tăng cholesterol máu và béo phì. Tập thể dục mặt khác còn giúp bạn giảm căng thẳng trong cuộc sống, khỏe hơn, ngủ ngon hơn và ăn ngon miệng hơn. Trong các hình thức tập thể dục thì đi bộ được chứng minh rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Bạn có thể đi bộ mọi nơi, mọi lúc với các tốc độ khác nhau. Các hình thức tập thể dục khác như đi xe đạp, tập yoga, bơi cũng rất tốt cho tim mạch. Tuy nhiên thời tiết lạnh, việc tập thể dục vào sáng sớm không được khuyến khích, nhất là với người cao tuổi. Ngoài ra, nếu tập thể dục cảm thấy đau ngực, đau lưng, đau vai, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, khó thở, mệt mỏi, nhịp tim đập nhanh hoặc đập chậm, hoặc khi thấy bị nói ngắt quãng khi đang tập thể dục, cần ngừng tập ngay để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Người bệnh tim mạch nên hạn chế ra ngoài khi trời lạnh. Khi thời tiết lạnh, nhu cầu cơ thể cần giữ được nhiệt độ ấm, tim cần phải làm việc nhiều hơn để đưa oxy tới các mô trong cơ thể. Việc làm này cho trái tim đang bị bệnh phải gồng mình làm việc nặng hơn. Thời tiết lạnh làm các mạch máu co lại, điều này đặc biệt nguy hiểm ở những bệnh nhân bị tăng huyết áp. Khi đó, huyết áp sẽ tăng cao hơn và có thể gây ra biến cố tim mạch. Mặt khác, thời tiết lạnh làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp, từ đó làm tăng nguy cơ tổn thương tim mạch. dự phòng và điều trị các tai biến của bệnh tim mạch. Vào mùa lạnh, cần được giữ ấm đầy đủ, đặc biệt người cao tuổi hoặc người có tiền sử mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh mạch vành, cần tránh ra trở lạnh đột ngột vào buổi sáng, nhất là lúc mới ngủ dậy. Khi tắm rửa, cần làm ấm phòng bằng đèn sưởi và dùng nước ấm, tránh tăng huyết áp đột ngột do lạnh. Những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính cần nhớ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, nhất là trường hợp bị tăng huyết áp các thuốc tăng huyết áp cần được uống liên tục suốt đời không được ngừng thuốc đột ngột và có theo dõi của nhân viên y tế những bệnh nhân có bệnh động mạch vành nên được khám theo dõi định kỳ nhất là khi chuyển mùa khi thời tiết thay đổi để có biện pháp phòng ngừa và điều trị kịp thời đối với trẻ nhỏ mắc các bệnh tim bẩm sinh thời tiết lạnh dễ làm bệnh nặng hơn ngoài ra còn dễ khiến trẻ mắc các bệnh lý về hô hấp như viêm họng viêm đường hô hấp trên viêm phổi đối với các trẻ này cần lưu ý giữ ấm cổ và cơ thể, quàng khăn, đeo khẩu trang và hạn chế ra ngoài trời lạnh, cung cấp đủ dinh dưỡng cho trẻ. Quý vị và các bạn thân mến trong một thông tin sức khỏe ngày mai, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin cách chăm sóc trẻ viêm đường hô hấp. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.